Welcome to Princess Chani's talk show. Hôm nay chúng ta sẽ nói về hạnh phúc, hôn nhân, gia đình và XXX. Nào, chào đón hai vị khách mời của chúng ta, cô Megan và chị Julie. Chào các bạn. Tôi tên là Julie, tôi có một chồng và không còn. Còn bạn thì sao? Tôi tên là Megan. Tôi là chị của Megan Fox. Tôi có bạn trai nhưng không có con. Bắt đầu chương trình nào. Nè Julie nè, bây giờ bạn kể câu chuyện của bạn đi. Ok, 2 năm trước tôi đã từng lên mạng. Tôi gặp được một anh chàng trên mạng, chúng tôi rất hợp nhau. Qua những tấm hình anh ấy gửi cho tôi nghĩ anh ta rất là đẹp trai và hơn cả tuyệt vời.